thành được với phương châm thành tín, có uy tín, quý như sinh mệnh. Hôm nay là mùng 1 đầu tháng 10 âm lịch, hãy mở hàng ngày đầu tháng này. Mở hàng ngày đầu tháng 10 âm lịch. Bây giờ là 13 giờ 39 phút thứ hai ngày 13 tháng 11. Đơn hàng là đang được gửi đi này. Và hôm nay là ngày gió mùa đông bắc, đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về Hà Nội. Mưa tầm tã rồi. Ngày đầu tháng. Đầu tháng tháng 10 âm lịch, mùng 1 tháng 10 âm lịch. Chiếc nò chiên ông dầu Capen K15 bản cộng xuất EU được gửi cho chị Bùi Thị Mỹ Dung ở địa chỉ 468 Phạm Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chiếc nò chiên ông dầu Capen K15 bản cộng xuất EU này được bảo hành cho chị chính hãng 24 tháng, lỗi lần xuất 1 là 130 ngày. Cam kết cho chị hàng chuẩn, bảo hành chuẩn, dịch vụ chuẩn. Nồi là toàn bộ vỏ là inox, phụ kiện có 9 phụ kiện và 5 con ốc trên trục quay 360. Tổng trọng lượng nồi 12,1 cân. 9 phụ kiện đi kèm lồng quay và tặng kèm này, bình xịt dầu, hộp đũa, kéo cắt gà. Và một đôi bật nửa nữa. Đôi bật nửa màu đỏ mang ý nghĩa là may mắn đến cho gia chủ. Tặng một đôi bật nửa nữa. Hàng đã kiểm tra ok hết, lên điện rồi. Đèn đã sáng này. Lòng nồi cánh cửa trợ lực 3 lớp này. Đây phía trong lòng nồi. Để gửi chị Dung là chị có thể xem video này. Video này vừa là một cái kỷ niệm, cũng vừa là một giấy bảo hành online minh chứng cho chất lượng và uy tín bên Thành Đường. Nếu sau này Thành Đường có sai ở đâu thì chị có thể sử dụng cái video này để đối chiếu trách nhiệm, uy tín sau bán hàng. Hàng thì ngoài giấy bảo hành của hãng ra, phía bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên. Đây, giấy bảo hành của hãng đây. Giấy bảo hành đây, các phụ kiện này. Phụ kiện đồ vỉ chiên mắt mau các thứ này. Giấy bảo hành của hãng Capen. Thì bên này được sẽ có thêm một cái phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên, một catalog đi kèm và dán trực tiếp ở phía sau máy. Dán trực tiếp phía sau máy là một tem bảo hành. Công khai địa chỉ, số điện thoại để chị có thể liên hệ hỗ trợ 24/7 qua Zalo, video call 0972802081. Đấy, hàng một sản phẩm chất lượng nhìn rất là khôn. Và cái đặc biệt ấy, khi mà mình sử dụng cái sản phẩm nó tốt ấy, thì không chỉ cái độ bền nó cao, mà ở trong cái quá trình đun nấu ở nhiệt độ cao trên 200 độ C nó không sẽ không sinh ra chất độc hại với chính bản thân của mình, với những người thân trong gia đình. Máy nó bền, nó nhiều công năng, và cái quan trọng nhất là trong quá trình sử dụng nó không tạo ra chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả thành viên trong gia đình. 13 giờ 42 phút ngày 13 tháng 11 dương lịch, tức là ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được, số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081, xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807192a@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Đầu tháng mới, chúc tất cả các bác, các anh, các chị, các cô chú một tháng mới đầy sức khỏe, mọi công việc thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc. 8386